không qua nhiều, qua chứ chịu có ai đâu. Chịu có mất dưới đấy nghỉ rồi. Vô tới bờ luôn rồi. Tên bao đâu? Hôm qua cũng tiếp hàng mọi người, qua thì với chục mấy người, hôm nay quá là đông rồi. Thì mấy đám cưới này dân đang tập trung lại, ta bắt đông lắm hàng mọi người. Trời ơi, lụm chột luôn. Trời ơi. Ê, bự bự. Ủa đâu trơn rồi đại? Trời ơi, con chuột nó bự. Đây đây. Hết chạy. Hả? Cứ động đi. Sao không có gì đựng đây trời? Bù không có gì đựng đâu. Ủa bự à, rắn cái gì vậy? Thank you.
cái đây nè, đó đoạn đoạn bên đó. Quá nó chạy lên đó đơn. Bơi. Hay quá anh Bù ơi. Hay quá anh Bù ơi. Để bao chuột chạy bao luôn rồi. Chậm nhanh quá. Quá trời cầm. Người nào lấy cái chục con không? Đất mình đang đi quay bắt chuột này là đất của Campuchia nữa hay cả nhà. Nó xa bên Việt Nam mình xa lắm. Không? Ừ. Lạnh luôn. Hai nhỏ sát cũng nhiều lắm. Quá hả? Qua hai nhỏ sát tôi kêu căng đồng đó nhớ không? Đó, hai nhỏ đó, hai nhỏ bằng áo. Rồi trời. Bằng áo là giống đó. Quá khứ. Chụp ngay bây giờ lên mày. Rồi mắc luôn. Thằng trước con nữa chưa? Thằng trước con nữa, đúng rồi luôn nè. Anh không dính làm đạp ngay đầu liền. Trời ơi, chỗ bự rồi. Dính dái luôn. Đưa mẹ dính dái trời. Chuột nó ra luôn mọi người. Hiện tại bây giờ hai lá cắt ai cũng bắt hết trơn. Mình không quay chỗ nào được trơn ha. Quay tại chỗ này luôn rồi cả nhà ơi. Thôi chụp bên kia nó kìa. Ôi ôi chuột bự. Chụp 200 gram đâu trời. Ôi chụp kìa, khủng khiếp không? Quá đã ra rồi. Quá đã chụp rồi mọi người, chụp kìa. Thấu ôi. Chụp đi làm gì hả? Bắt nó rồi. Cái đây luôn nè. Nhẹ nhàng. À, đừng bình lên đó. Trời ơi. Lắm mà. Có còn chụp dữ không? Cái máy hai máy cắt gom lại chỗ này mọi người. Hiện tại giờ người ta dồn qua đây bắt quá trời dồn rồi. Rồi bắt rồi. Hết tay nè.
kìa trời, chỗ bự. Cả nhà thấy không, toàn cao thủ bắt chuột không nè. Hoàng à, này đi đạp con hỏi chết rồi, có cần chụp. Qua đây rồi, qua đây rồi. Nè, ta. Đó, tới đây nè, tới đây rồi. Rắn luôn bắt con này, trời. Còn có chuột nữa, anh có quay chuột thôi, lấy chuột chưa coi. Đứng món chuột nha mọi người. Quá là đập rồi. Trời, anh Bu nó gặp một nắm luôn kìa. Ghê trời. Nhỏ nói hụt rồi. Chạy nhau hết rồi.
Trời ơi. Đù cái này đứng ở sao xe làm rồi không còn gì để bắt hết rồi. Đứng ở sao xe làm rồi. Tại bây giờ gom máy cắt hết bên này hả mọi người. Đám này đám cuối cùng. Thì hiện tại cái đám này là cuối cùng rồi cả nhà. Thì trên đồng Campuchia này là còn có đám này cuối cùng rồi cả nhà. Quá là chung mọi người ơi. Đây nó cớp luôn vậy. Rồi. Ui bự. Học bài, học bài. Học luôn cái gì rồi. Bảo rồi. Thiệt. Ủa, hay gì mày? Tên Bảo đang đây kìa. Đụng đụng. Tài mắc nữa đây. Trời. Giật. Ui!
là chuột rồi mọi người ơi. Cắt xong cỏ nhiều quá nó nằm ở dưới lúa không, nó lồng dặn thôi quá. Mấy đường cắt cuối cùng nha mọi người. Trời ơi chạy kìa. Chính rồi. Vẫn còn ruộng nha nè mọi người, mà mấy anh em nào đi sớm thì đuổi về trước, còn mấy anh em vô sau vẫn còn xe nè, đông lắm trên chỗ máy cắt đó mọi người. Thấy không, người nào dắt tụng về. Hai thằng đó bắt 16 kg chuột với rắn,